qua công dân điện lập hay là các phương tiện khác cũng chưa đi đâu nhà em bác làm kia cũng bất tỉnh trẻ nhà ông kỷ lên nhà ông già đó bao giờ bác cổ vẫn ở đây có một câu chuyện chương trình đấy ở đây nó không gì mà cả. Thank you.